Thưa quý vị, trong ngày 17 tháng 6, thì Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An cho biết thông tin có 6.000 F1 liên quan đến các chiến sĩ công an đang làm căn cước công dân ở huyện Diễn Châu được đăng tải trên trang mạng xã hội là sai với sự thật. Theo đó, bệnh nhân mắc COVID-19 là chiến sĩ công an 37 tuổi, bệnh nhân 11634 được phát hiện vào chiều ngày 16 tháng 6 là F1, anh trai của nam nhân viên ngân hàng trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ ngày 9 cho đến ngày 15 tháng 6, người này có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trong thời gian làm căn cứ công dân trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu. Huyện Diễn Châu đã truy vết xác định được 103 trường hợp F1 và hơn 6.000 người liên quan, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Những người này chủ yếu là công dân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã làm căn cứ công dân. Họ được cho là có liên quan chứ không phải đều là F1.